Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tín tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và khỏi núi Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chín Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập Thanh Tịnh chúng, chóng thành Phật đạo. Tịnh Độ Đại Kinh giải diễn nghĩa, chủ giảng lão pháp sư Tịnh Không, chuyển ngữ Hạnh Chương, biên tập Bình Minh, thời gian ngày 17 tháng 11 năm 2010, địa điểm Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội Hồng Kông, tập 198. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, mời ngồi xuống. Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kim Giải, trang 235, hàng thứ bảy từ dưới điểm lên. Quyển 85 trong Đại Trí Độ Luận nói, Đại Trí Độ Luận có 100 quyển, đây là 85, tức là quyển thứ 85. Trong này có một đoạn nói, chỉ có trí tuệ của Phật thành A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Ở trước chúng ta đã học câu kinh văn này là mục tiêu sau cùng mà người học Phật luôn kỳ vọng, nghĩa là mục tiêu cao nhất, vô thượng chánh đẳng chánh giác. Trong Đại Trí Độ Luận nói câu này rất hay, chỉ có Phật mới chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhất nhân là chỉ quả vị này, vị thứ này Bồ Tát chứng được. Mặc dù đẳng giác Bồ Tát chứng được, chỉ gọi là chánh đẳng chánh giác, không được thêm hai chữ vô thượng. Hai chữ vô thượng chỉ có thành Phật mới thêm vào được, đây là vô thượng. Thực tế đều là trong tự tánh của mỗi chúng sanh vốn đầy đủ trí tuệ bát nhã. Trí tuệ bát nhã này tức là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Hiện nay trí tuệ chúng ta biến thành phiền não, vì thì kinh điển thường nói phiền não tức bồ đề, đây là thật. Khi giác ngộ là trí tuệ vốn có trong tự tánh, khi mê trí tuệ này liền biến chất, nó trở thành phiền não. Phiền não vô lượng vô biên, trí tuệ cũng vô lượng vô biên. Đức Phật thấy chúng ta mê thức tự tánh rất đáng thương. Phật và chư Bồ Tát, đặc biệt là Pháp Thân Bồ Tát, Pháp Thân Bồ Tát họ cũng đã thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thông thường mà nói đều cùng một giai cấp, đồng một địa vị. Đều lấy tâm đại bi làm gốc, dùng phương tiện thiện xảo giúp tất cả chúng sanh.
phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Dùng hoàn cảnh chúng ta ở, thực tế mà nói, còn thù thắng hơn thế giới cực lạc. Đó là thường tịch quang tịnh độ. Đây là quê nhà của chúng ta, là nền tảng của chúng ta. Mục tiêu học Phật sau cùng là trở về thường tịch quang, chứng được diệu giác vị. Diệu giác vị tức là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nguyện này vô cùng thù thắng. Chúng ta xem tiếp bên dưới. Chúng sanh trong đường ác, thiện căn yếu ớt, lại nhiều tốt nghiệp, nhờ nguyện lực của Phật gia bị, nhiếp thọ giảng sanh, sau khi sanh vào cõi nước này đều được thành Phật. Đây quả thật là vô thượng thánh nguyện của Phật A-di-đà Như Lai từ bi tột cùng. Đây là nói đến điều gì? Nói đến chúng sanh trong địa ngục. Chúng sanh trong địa ngục có thể thành Phật chăng? Có thể. Vì sao vậy? Chúng ta có thể nói, trong A Lại Gia của tất cả chúng sanh đều đầy đủ chủng tử của mười pháp giới. Chủng tử là nhân, gặp nhân duyên nó liền khởi diễn hành. Nếu chúng sanh trong địa ngục này, chủng tử Phật trong A Lại Gia gặp được duyên Phật, đương nhiên họ sẽ thành Phật. Mà còn là trong khoảng một niệm. Điều này chúng ta có thể tin, có thể tiếp thu. Vấn đề là có gặp được duyên hay không? Khi gặp duyên, họ có tiếp thu hay không? Then chốt là đây. Vì sao chúng sanh trong địa ngục chịu nhiều đau khổ như thế? Sau khi chịu hết tội ở địa ngục còn phải vào ngạ quỷ súc sanh. Ở trong địa ngục, tuy có Bồ Tát Địa Tạng giáo hóa ở đó, ngoài Bồ Tát Địa Tạng ra còn có rất nhiều Phật Bồ Tát. Chúng sanh có cả, Phật Bồ Tát liền có ứng. Then chốt ở đây là túc nghiệp của họ. Cho nên thiện căn họ rất kém. Kém nghĩa là có duyên gặp Phật, nhưng họ bỏ qua cơ hội. Vấn đề là ở đây. Như những điều này chúng ta đều có kinh nghiệm. Nghĩ lại tình hình bản thân đời này gặp được Phật pháp, có thể liên tưởng đến địa ngục, và chúng ta cũng gần như thế. Chúng tôi từ nhỏ có nhân duyên gặp được Phật pháp, đó là ở nông thôn. Phụ nữ ở nông thôn mê tín, đến chùa thắp hương cầu bình an, cầu gia hộ. Lúc nhỏ chúng tôi cũng theo cha mẹ đến chùa thắp hương. Sau đó lớn lên đi học, tiếp thu nền giáo dục ở trường, biết rằng đây là tôn giáo, là mê tín.
Sau mấy năm tiếp thu giáo dục ở trường, chúng tôi không còn tin vào điều này nữa, không còn tiếp xúc nữa. Đây nghĩa là sao? Đây là ảnh hưởng của túc nghiệp, thiện căn yếu ớt, là ý này. Đời này nếu tôi không gặp thầy Phương Đông Mỹ, làm gì có cơ hội học Phật? Những bạn học và thầy cô ở trường, nếu như quý vị nói tôi đã xuất gia, quý vị nói với họ chắc chắn không có người nào tin. Đến chính bản thân tôi cũng không cách nào tin được, là chuyện không thể. Tôi học triết học với thầy Phương Đông Mỹ, đây là một đại gia triết học đương đại. Một giáo thọ nổi tiếng ở Đài Loan, cũng là giáo thọ nổi tiếng trên thế giới. Tôi theo thầy học triết học, thầy dạy triết học khái luận, một sau cùng là triết học Phật giáo. Tôi cảm thấy rất kinh ngạc khi thầy giáo giới thiệu cho tôi về triết học Phật giáo, đã nói rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là nhà triết học vĩ đại nhất trên toàn thế giới. Xưa nay tôi chưa từng nghe nói như thế. Chúng tôi đâu biết Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là nhà triết học, nhưng chính miệng một nhà triết học nổi tiếng đương đại khẳng định điều này. Ông nói triết học Phật giáo là đỉnh cao nhất của triết học trên toàn thế giới. Học Phật là hưởng thụ cao nhất của đời người. Câu này nghe rất xuôi tai, rất có sức cám dỗ. Từ bài học này tôi đã sửa đổi những quan niệm sai lầm trước đây. Sau khi dần hiểu ra, chúng tôi cũng đến chùa. Đến chùa không phải để thắp hương, không phải để lễ lạy, cũng không phải đi tham gia các hoạt động của họ, mà đến chùa để xem kinh sách. Lúc đó kinh sách mua ở ngoài không có. Thầy nói với tôi, thời nay triết học Phật giáo không còn ở trong chùa nữa. Ở đâu? Ở trong kinh điển. Cần tìm trong kinh điển mới được. Tôi nói điều này rất hay. Tôi đi vào cửa Phật như thế. Sau khi nhập môn, đây là thật. Vì sao vậy? Vì đã có tâm cung kính. Đây là nghiệp chướng. Nếu không có tâm cung kính, dù cho thầy giáo tốt chỉ điểm cũng không đạt được lợi ích. Quý vị hoài nghi nó, không tôn trọng nó, như vậy không thể vào được cánh cửa của nó. Lời của Đại sư Ấn Quang nói rất có lý. Một phần thành kính được một phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích. Quý vị có thể đạt được nhiều hay ít hoàn toàn dựa vào mức độ thành kính mà quý vị đối với Phật Pháp. Không liên quan lắm đến thầy giáo, chỉ nhờ vào tâm thành kính. Vì sao chúng tôi hiểu Pháp thị xuất thế gian đều ở chỗ thành kính, không tôn trọng, xem nhẹ bài học của mình, không có tâm cung kính đối với thầy giáo thọ, người này khẳng định chẳng học được gì.
chính là ở đây nói túc nghiệp, dịch thiện căn. Chúng ta có thể tưởng tượng được chư Phật Bồ Tát từ bi vô cùng. Toàn tâm toàn lực giúp tất cả chúng sanh khổ nạn, phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Đây là sự nghiệp vĩnh hằng của họ, sự nghiệp mãi mãi không thay đổi, mọi lúc mọi nơi gặp chúng sanh, tâm từ bi liền khởi lên. Nếu chúng sanh này thiện căn phát khởi, bằng lòng tiếp thu, họ sẽ được lợi ích. Chúng sanh trong địa ngục cũng không ngoại lệ. Chúng ta tin rằng chúng sanh địa ngục, tuy họ tạo nghiệp bất thiện đọa vào địa ngục, nhưng trong đời quá khứ nhất định họ đã huân tập thời gian lâu dài trong Phật pháp. Vì vậy thiện căn của A Lại Gia rất sâu dày. Vừa gặp Phật pháp, họ liền quay đầu tin tưởng. Nhất niệm tín tâm này giúp họ giảng sanh tịnh độ. Đa phần sanh vào biên địa nghi thành, điều này rất có thể. Tuy có nghi hoặc, nhưng nghe lời muốn thử xem. Nếu là thật, không phải được lợi ích sao? Còn như không có thì thôi vậy. Giữ tâm này sanh vào biên địa nghi thành, họ quả thực sanh vào thế giới cực lạ, không phải giả. Ở thế giới cực lạ cũng có người giúp họ tu hành. Nhờ nguyện lực của Phật gia bị, chính là nguyện thứ hai này. Nguyện thứ nhất nói rõ thế giới cực lạ không có ba đường ác. Nói cách khác, không có người nào có tham sân si. Vì sao vậy? Vì tham sân si là nghiệp nhân của ba đường ác. Cũng chính là nói tham sân si mạng nghiệp. Người ở thế giới cực lạ hoàn toàn không có. Không có nhân, không có duyên, đương nhiên không có quả báo này. Trong cõi phàm thánh đồng cư ở thế giới cực lạ, chỉ có hai loại quả báo là trời và người. Tuy thân phận của trời người, nhưng cũng được Phật lực gia trì, hưởng đãi ngộ của A Duy Việt Trí Bồ Tát. Không có gì khác với A Duy Việt Trí Bồ Tát. Quả là vô cùng thù thắng. Khi đến thế giới cực lạc, chắc chắn thành tựu trong một đời. Chỉ là thời gian sớm hay muộn mà thôi. Sớm hay muộn này có liên quan đến tập khí của mỗi cá nhân, có liên quan đến túc nghiệp của chính mình. Cho nên có người dõng mạnh tinh tấn,
thời gian họ chứng quả sẽ ngắn lại. Có người hơi giải đại điểm nhá, thời gian họ thành Phật lâu hơn, nhưng chắc chắn đều thành tựu trong đời này. Người ở thế giới Tây Phương thọ mãn dài, đều là vô lượng thọ. Bởi vậy họ có đủ thời gian để tu học. Bên dưới Hoàng Niệm Tổ có một câu khen ngợi, ông nói: "Đây quả thật là vô thượng thánh nguyện từ bi tột cùng của Phật A Di Đà Như Lai." Ngài có một nguyện như thế. Vậy chúng sanh trong ba đường ác đều có cơ duyên giảng sanh bất thoái thành Phật. Chúng ta xem đoạn văn ở dưới: chúng sanh từ trong ác thú đới nghiệp giảng sanh. Đời trước nhiều ác nghiệp nên đọa vào ác đạo. Nếu họ không gặp được Phật Pháp, thời gian thọ báo trong đường ác đã hết, họ rời khỏi đó, rời khỏi địa ngục, rời khỏi đường địa ngục, đa phần đều vào đường ngạ quỷ, đường súc sanh, cũng có đến cõi người, cõi trời, đều do gặp duyên khác nhau. Có khi họ gặp được Phật Pháp, gặp được Phật Bồ Tát, nhưng họ không đến thế giới cực lạc, họ đến cõi trời, đến cõi người. Nhưng đến cõi trời, cõi người, chắc chắn tương lai không tránh khỏi đọa vào ba đường ác. Không tránh khỏi điều này. Cho nên nói ra khỏi luân hồi lục đạo vô cùng khó khăn. Những người này nhờ nguyện lực của Phật A-di-đà gia trì, họ đến thế giới cực lạc giảng sanh cực lạc, không còn đọa vào ba đường ác. Cho nên gọi là không đọa ác thú. Những người này mặc dù đến thế giới cực lạc, đến đọa chứ gì, nhất định phải nhớ. Không phải biên địa. Nếu họ có thể sanh vào cõi phàm thánh đồng cư, hạ hạ phẩm giảng sanh, thân phận như vậy, được nguyện lực Phật A-di-đà gia trì, chính là nguyện này gia trì, đều là A-duy Diệt Trí Bồ-Tát. Trong ba đường á, chúng sanh có nhân duyên, họ có cảm, họ cũng có thể có ứng, họ cũng có thể hóa thân vào trong ba đường á, giúp chúng sanh độ họ. Họ có bị đọa vào ba đường ác không? Không. Họ từ thế giới Tây Phương cực lạc vào ba đường ác, đó là thân phận Bồ Tát. Đến đó để hóa độ chúng sanh. Cho nên vĩnh viễn không còn đọa vào ba đường ác. Bên dưới Bồ Tát Long Thọ nói: nếu người sanh vào nước này, vĩnh viễn không đọa vào tam thú. Tam thú tức là ba đường ác, mãi mãi rời khỏi tam đồ. Câu này chúng ta phải lãnh hội thật sâu sắc mới biết được sự thù thắng của nó. Tội nghiệp trong ba đường ác của mỗi chúng ta nặng bao nhiêu? Tam đồ là tham sân si,
Khi chúng ta nói thường thêm vào hai thứ là tham sân si mạn nghi, năm độc, có chăng? Ý niệm này thường khởi lên, một ngày không biết khởi bao nhiêu lần. Quý vị mới biết nghiệp nhân của tam đồ này nặng bao nhiêu. Duyên bên ngoài là tài sắc danh thực thụy, tham sân si mạn nghi là gốc bên trong, là bệnh độc và gốc rễ trong A Lại Da. Duyên bên ngoài là tài sắc danh thực thụy. Nhân và duyên này gặp nhau là tạo nghiệp, tạo nghiệp của ba đường ác. Quý vị xem nó đáng sợ biết bao. Khởi một ý niệm là tạo một lần. Một ngày quý vị khởi bao nhiêu ý niệm? Chúng ta bình tĩnh tư duy sẽ biết. Ta một ngày niệm Phật A-di-đà, đây là tạo định nghiệp của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thời gian ít, ý niệm ác nhiều. Ý niệm thiện niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, niệm mấy câu thì không thấy, không biết quên mất khi nào. Khi ý niệm ác khởi lên, niệm niệm tương tục, quý vị xem nó rất khủng khiếp. Điều này đáng sợ biết bao. Bình tĩnh tư duy quan sát mới biết phiền phức rất lớn. Đặc biệt hiện nay thiên tai dồn dập, xã hội động loạn, sống ở thế gian này có ý nghĩa gì? Lưu luyến thế gian nghĩa là không muốn ra khỏi luân hồi lục đạo. Nhưng thiền trong lục đạo coi như tốt hơn một chút, nhưng thời gian ngắn ngủi. 100 năm thời gian như một khẩy móng tay. Đến khi quý vị 70-80 tuổi sẽ hiểu. Không có gì đáng để lưu luyến. Được thân người cần phải tu hành, cần phải vượt thoát luân hồi lục đạo. Việc tốt ở thế gian chỉ có một, là giúp chúng sanh phá mê khai ngộ. Đây là việc tốt thật sự. Những việc tốt khác đều không ra khỏi luân hồi lục đạo, gọi là nghiệp luân hồi. Chỉ có một việc tốt là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Phải hiểu rõ ràng minh bạch điều này. Toàn tâm toàn lực niệm Phật. Có nghi hoặc phải nghe kinh, phải tụng kinh, giúp ta phá mê sanh tịnh. Nếu có nghi hoặc, lòng tin không đủ, điều này giúp ta đoạn nghi sanh tín. Tín nguyện kiên định, có thể không tụng kinh, cũng có thể không nghe kinh, nhất tâm niệm Phật là được. Nếu còn nghi hoặc, niềm tin chưa kiên định, kinh giáo giúp ích rất lớn cho chúng ta. Không có kinh giáo rất dễ đọa lạc, bản thân không giữ vững được. Kinh giáo là Phật Bồ Tát trợ duyên cho chúng ta. Đại sư Thiện Đạo lại nói, cho đến thành Phật không trải qua sanh tử, tức là ra khỏi lục đạo.
sanh đến thế giới Cực Lạc nhất định thành Phật, chắc chắn không đọa vào tam đồ. Ở sau còn có một đoạn đại nguyện ở chương này nhiếp hai điều thù thắng. Thứ nhất là chúng sanh ác thú cũng được giảng sanh Cực Lạc, không còn đọa vào ác đạo, biểu trưng lòng từ bi vô tận của Phật Di Đà độ thoát không còn thừa. Ý này chúng ta có thể lãnh hội được. Thứ hai, phàm những ai giảng sanh đều được làm Phật cứu cánh Bồ Đề. Pháp môn này chỉ cần giảng sanh, phẩm vị cao hay thấp không quan trọng. Trong Di Đà Kinh Yếu Giải, Đại sư Ngẫu Ích nói, chính Ngài nói, Ngài hy vọng trong đời này được giảng sanh Tịnh Độ. Phẩm vị nào? Hạ hạ phẩm là đủ. Ngài đã mãn nguyện lắm rồi. Là thật chăng? Thật vậy. Thật sự Ngài đã thông suốt. Vì sao vậy? Vì thượng thượng phẩm giảng sanh, quý vị là A Duy Việt Trí Bồ Tát. Nhưng hạ hạ phẩm giảng sanh cũng là A Duy Việt Trí Bồ Tát. Thế giới Cực Lạc là thế giới bình đẳng. Bình đẳng với ai? Bình đẳng với Phật. Bình đẳng với Phật A-di-đà. Vì sao chúng ta có thể thấy được vấn đề này? Điều này khiến chúng ta đối với Phật A-di-đà đúng là lạy sát đất, không có lời nào để nói. Ngài là người tốt hàng đầu trong thế xuất thế gian. Chúng ta đến thế giới Cực Lạc không thua kém gì Ngài, giống như Ngài vậy. Đến thân thể và tướng mạo đều giống nhau. Do đây có thể thấy bản tâm của Phật A-di-đà là niệm niệm nguyện tất cả chúng sanh thành Phật. Tâm niệm này chúng ta phải học. Sở dĩ người thế gian không thể thành Phật, vì ngày ngày đang tạo nghiệp. Họ khởi niệm gì? Hy vọng ta tốt hơn bất kỳ người nào. Người khác tốt hơn mình liền sanh tâm đố kỵ, liền sanh phiền não. Ý niệm này sao thành Phật được? Ý niệm này sao giảng sanh được? Người thật sự muốn giảng sanh ngay trong đời này phải đặc biệt chú ý điều này. Trong các buổi giảng tôi thường nhắc nhở mọi người, thật sự cầu giảng sanh thì tâm phải đồng tâm Phật, nguyện đồng với nguyện Phật, đức đồng với đức của Phật, hạnh đồng với hạnh của Phật. Chỉ cần bốn cái đồng này chắc chắn được giảng sanh. Chân tâm là như vậy. Mỗi ngày niệm Phật hay không cũng không sao. Tự nhiên cảm ứng đạo vào. Phật A-di-đà là tâm gì? Mỗi niệm hy vọng tất cả chúng sanh nhanh chóng thành Phật. Còn có oan gia đối đầu sao? Không còn nữa. Vì sao vậy? Vì tất cả chúng sanh vốn là Phật. Bất luận họ phạm sai lầm gì,
đều gọi là gì? Là nhất thời mê hoặc. Đó không phải là bản tánh của họ. Nhất thời điên đảo, hành động theo cảm tính, đừng để trong lòng. Để trong lòng họ không thiệt thòi, mà bản thân ta thì đây là chân lý, cần phải nghĩ thông suốt. Người niệm Phật chân chánh, người thật sự cầu vãng sanh, nên nhìn vấn đề này như thế nào? Xem tất cả chúng sanh đều như Phật A-di-đà, lòng biết ơn, thật sự có cách nhìn nhận như thế. Không phải là tôi phải nhìn nhận như thế sai, thôi là thật, sự thật là như vậy, hoàn toàn không phải giả. Ai làm được? Hiện tại đồng tử làm được. Trong kinh Hoa Nghiêm, hiện tại đồng tử một đời thành tựu, một đời chứng được quả Phật cứu cánh viên mãn. Ngay dựa vào điều gì? Dựa vào điều này. Người giúp ta, người khen ngợi ta, có ân với ta, niệm niệm không quên, là Phật Bồ Tát quan tâm mình. Người hủy báng ta, người sỉ nhục ta, người hãm hại ta, cũng là Phật Bồ Tát, không có gì khác. Phật Bồ Tát đến thử thách mình, xem mình còn sanh phiền não hay không. Sanh phiền não càng phải cảm kích. Vì sao vậy? Vì không đạt tiêu chuẩn. Rõ ràng thọ có ơn với mình, vì sao ta còn lấy oán báo ơn? Không phải rất hồ đồ sao? Họ tham đắm những vật ngoài thân, vật ngoài thân đều là giả. Tiền tài họ dùng hay ta dùng không phải đều giống nhau sao? Có gì đâu mà so đo tính toán, tất cả đều là không. Tâm biết ơn phải sanh khởi từ đây. Không có ai không cảm ơn. Đời này chúng ta mới có thể thành tựu viên mãn. Khởi tâm động niệm, nghĩ thử xem Phật A-di-đà có khởi ý niệm này chăng? Phải hiểu đạo lý này. Chân lý chỉ là mê và ngộ. Mê mà không giác gọi là tạo nghiệp, gọi là nghiệp luân hồi. Giác mà không mê, đây chính là con đường vạn sanh. Người học Phật, còn có người nhìn không thuận mắt, còn có việc nhìn không thuận mắt, như vậy là sai. Sai hoàn toàn. Người học Phật mọi thứ phải hoan hỷ. Trước đây chúng tôi thường nói, mọi người đều là người tốt, mọi việc đều là việc lành, hãm hại ta cũng là việc tốt. Ta đã thông qua thử thách, không hề để nó trong lòng. Ta không có oán hận, không có phiền não, vẫn an vui như thường, pháp hỷ sung mãn. Như vậy là đúng. Thông qua thử thách phải cảm ơn người thử thách, không thông qua được cũng phải cảm ơn người thử thách. Không đạt chuẩn thì sao? Ta cần phải nỗ lực hơn. Cửa ải này ta chưa thông qua, đã tiêu chuẩn, ta cảm ơn họ vì thông qua cửa ải này. Vĩnh viễn sống trong thế giới biết ơn. Quý vị xem an vui biết bao, hạnh phúc biết bao. Trước đây thầy dạy Phật Pháp cho tôi, nói rằng học Phật là hưởng thụ cao nhất của đời người.
Đây chính là hưởng thụ cao nhất. Mãi mãi biết ơn, mãi mãi hoan hỷ và luôn luôn tự tại. Phải học theo, niệm niệm nguyện tất cả chúng sanh thành Phật. Khi quý vị có điều gì khúc mắc với người khác, bất kể là ai, khi trong lòng quý vị không tự tại, không thoải mái, nên đọc câu này thật nhiều: Phật A-di-đà, niệm niệm nguyện tất cả chúng sanh thành Phật. Như vậy oán hận được hóa giải, phiền não được tiêu trừ. Mà nguyện này đã thành tựu. Phật A-di-đà thành Phật ở thế giới Cực Lạc. Thành Phật nghĩa là nguyện Ngài phát ra đều viên mãn, đều đã thực hiện, chứng đầy đủ trí tuệ công đức oai thần lực dụng không thể nghĩ bàn của Phật A-di-đà. Đây là thật. Quý vị xem, biến tất cả tập khí phiền não thành công đức trí tuệ. Bản thân đạt được, thành tựu được thanh tịnh bình đẳng giác, vô thượng thanh tịnh bình đẳng giác, tự lợi, còn có thể lợi tha. Mỗi niệm muốn chúng sanh thành Phật nghĩa là lợi tha, tự lợi lợi tha. Cho nên oai thần lực dụng không thể nghĩ bàn. Mạc Vân sau cùng nói, được nguyện này tức làm Phật. Phát nguyện nói, ta đạt được nguyện này, đây là thành Phật. Không được nguyện này, không thủ vô thượng chánh giác, vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nói rõ nguyện này thành tựu, ta mới thành Phật. Ta là tỳ kheo pháp tạng, ta mới thành Phật. Nếu nguyện này không thành, ta mãi mãi không thành Phật. Cho nên nói không thủ vô thượng chánh giác. Các nguyện ở dưới chỉ giản lược là không thủ chánh giác. Đây là tỉnh lược. Ở đây câu nói này là không thủ vô thượng chánh đẳng chánh giác. Những nguyện trở về sau, nguyện văn đều là không thủ chánh giác. Câu văn càng đơn giản, càng dễ thọ trì. Chúng ta xem bên dưới kinh văn của chương thứ hai. Chương này là 24, nguyện 48, lấy ý trong năm loại nguyên bản dịch này, tất cả đều viên mãn, nhiếp thủ mà không bỏ sót. Chúng ta đọc chương thứ hai. Chương thứ hai có ba nguyện: ngã tác Phật thời, thập phương thế giới sở hữu chúng sanh, linh sanh ngã sát, giai cụ tử ma chân chim sắc thân, tam thập nhị tướng, đại trượng phu tướng, đoan chánh tịnh khiết, tất đồng nhất loại, nhược hình mạo sai biệt, hữu hảo xú giả, bất thụ chánh giác. Điều này ở trước chúng ta có nói đến. Ở đây chúng ta nhìn thấy thế giới bình đẳng. Điều này mười phương thế giới không có. Thứ nhất, nguyện thân đều kim sắc, nghĩa là đều đầy đủ tử ma chân kim sắc thân. Thứ hai, nguyện 32 tướng, đoan chánh tịnh khiết trở xuống, nói nguyện thân không có sai biệt. Ba nguyện này
chúng ta không có bất kỳ ngôn từ nào có thể tán thán. Khi chúng ta nhìn thấy cảm ơn vô cùng, trong cõi nước mười phương chư Phật không có, đặc biệt là đối với chúng sanh lục đạo mà nói, sanh đến thế giới cực lạc, hạ hạ phẩm vãng sanh đều đầy đủ. Điều này không tuyệt vời ư? Sanh đến biên địa, trong kinh nói rất rõ ràng, biên địa là vì quý vị có nghi hoặc vãng sanh, lòng tin không kiên định, nếu đoạn được nghi lập tức nhập phẩm, đây nghĩa là khả phẩm hạ sanh, tức đã nhập phẩm. Nhập phẩm tức nguyện thứ hai nói quý vị đều đầy đủ. Sanh biên địa nghi thành thời gian dài nhất 500 năm, là 500 năm của nhân gian chúng ta là dài nhất. Họ nhất định đoạn nghi sanh tính, cho nên có nhiều người ở trong biên địa rất nhanh, mấy ngày là họ quay đầu. Chúng ta bình thường nghe kinh nhiều, thường đọc tụng kinh Vô Lượng Thọ, công đức lợi ích rất lớn. Vì sao vậy? Vì nó có thể tăng trưởng lòng tin của chúng ta. Cho dù tương lai chúng ta sanh đến biên địa, rất nhanh là có thể quay đầu. Bộ kinh này không nghe suông, không đọc một cách uổng phí, nó sẽ khởi tác dụng. Chúng ta xem chú giải của Hoàng Niệm Lão, chương này đầy đủ ba nguyện. Trong chương thứ hai đầy đủ ba nguyện: mười phương thế giới, tất cả chúng sanh nếu sanh vào cõi nước ta, đều đầy đủ thân tử ma chân kim sắc. 48 nguyện chúng ta tính tổng số, đây là nguyện thứ ba. Nguyện thứ ba trong 48 nguyện, nguyện thân đều kim sắc. Không nói cõi phàm thánh đồng cư ngoại lệ, không nói như thế. Không nói cõi phàm thánh đồng cư hạ hạ phẩm ngoại lệ. Ở đây nói rất rõ ràng, chỉ cần sanh đến thế giới cực lạc, đều là thân tử ma chân kim sắc. Không có ngoại lệ. Người sanh vào nước này, thân đều là sắc tử ma chân kim. Bên dưới giải thích cho chúng ta, chân kim sắc lạ, sắc thân của Như Lai. Đại sư Thiện Đạo nói, chư Phật muốn hiển lộ tướng thường trú không thay đổi, cho nên hiện màu hoàng kim. Ngũ kim là kim ngân đồng thiết tích, bốn loại còn lại đều rất dễ bị oxy hóa, màu sắc thay đổi. Chỉ có hoàng kim không thay đổi. Vì thế người ta rất quan trọng hoàng kim, chính là ý này. Màu của vàng mãi mãi không thay đổi, lấy ý này. Cho nên Phật hiện tướng, Ngài hiện tướng này vĩnh hằng bất biến. Đại sư Nhật Khê nói,
Tiêu chuẩn này là sắc thật tướng trung đẳng, không bao giờ thay đổi. Cũng có nghĩa biểu pháp, biểu trưng thật tướng trung đẳng. Đại nguyện này muốn khiến tất cả những người giảng sanh giống thân tướng Phật, đều thân chân kim sắc. Đây là từ trên thể chất mà nói. Thân kim cang bất hoại, từ trên thể chất mà nói. Nguyện sau là từ trên tướng mạo mà nói, đều giống nhau. Là hiển lộ chúng sanh và Phật không hai chân thực bình đẳng. Ở thế giới tha phương không bình đẳng. Địa cầu này, khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, đây là cõi phàm thánh đồng cư của Phật Thích Ca Mâu Ni. Tuy Đức Phật ở cõi thật báo, Ngài thị hiện ở nhân gian chúng ta, có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, không bình đẳng với người chúng ta. Thể chất chúng ta khác với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tướng mạo cũng không giống nhau. Ngài thù thắng hơn chúng ta nhiều. Nhưng ở thế giới cực lạc tìm không thấy ai có tướng khác với Phật A-di-đà. Không thấy, hoàn toàn là một tướng giống nhau. Thân thể giống nhau, tướng giống nhau. Khi chúng tôi mới học Phật cũng hay có nghi hoặc này. Đến đó không phải mọi người chúng ta đều không thể nhận biết nhau. Ừ, rốt cuộc ai là Phật A-di-đà? Ai là người giảng sanh? Chẳng phải là không nhận ra được sao? Không cần lo lắng điều này. Đến đó, nhờ Phật lực giá trị, quý vị đều là A Duy Diệt Trí Bồ Tát. Quý vị đều rất rõ ràng, minh bạch ai là Phật, ai là Bồ Tát Quan Thế Âm, ai là người bạn mà quý vị từng quen biết, đều biết hết. Tuyệt đối không nhận sai. Chúng ta hiện nay, từ xưa đến nay cũng có điều này. Vẻ biến tướng đồ của thế giới Tây Phương cực lạc, vẻ tướng mạo đều không giống nhau. Như vậy không tương ưng với 48 nguyện. Tướng Phật vẻ rất lớn, rất cao. Tướng người giảng sanh đều rất nhỏ bé. Đây là sai lầm. Thế giới cực lạc là liên hoa hóa sanh. Hoa sen vừa nở, thân người vừa xuất hiện, tướng đó giống với Phật A-di-đà. Hội sớ viết, cho nên nguyện nói, nhân dân nước ta thuần một màu vàng, không có tốt xấu, mọi người giống như nhau. Ở nước ta bình đẳng, tình tuyệt đối không có trái hay thuận. Ý này nói rất hay. Vì sao Phật A-di-đà phải thị hiện như thế? Quý vị tự nghĩ xem. Trong tất cả quậy nước chư Phật, khi Ngài đi khảo sát, tham quan phỏng vấn, Ngài đã lấy sở trường bỏ sở đoạn. Cõi nước chư Phật khắp mười phương thế giới, Ngài thì thân thị chúng sanh. Tướng mạo có sai biệt, dẫn đến rất nhiều phiền phức. Tướng mạo tú sanh ra cống cao ngã mạng. Tướng mạo không bằng người khác liền sanh đố kỵ chướng ngại. Không phải đều sanh phiền não sao? Điểm thế giới cực là quý vị đới nghiệp giảng sanh, phiền não vĩnh viễn không sanh khởi được. Vì sao vậy? Nó không gặp duyên. Điểm thế giới cực là tướng mạo mọi người đều giống nhau,
quý vị không cần lựa chọn, mọi người đều bình đẳng. Người ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, họ luôn giữ được tâm thanh tịnh bình đẳng giác. Đây là trí tuệ chân thật, lợi ích chân thật của Phật A Di Đà. Nếu sanh vào các cõi nước khác, nhất định có những ngoại duyên này dẫn dắt tập khí phiền não của ta. Thế giới Tây Phương Cực Lạc không có. Trong hội sự nói chính là hiển thị nghĩa thật tướng trung đạo. Quý vị xem, không thể không đến đây. Quý vị còn đi tìm ở đâu? Có những ngoại duyên khác nhau này, nó khiến quý vị tạo nghiệp. Chỉ có thế giới Cực Lạc là không thể tạo nghiệp. Thể chất giống nhau. Ta xem tiếp về tướng mạo. Đoạn bên dưới nói về tướng mạo. 32 loại tướng đại trượng phu. Câu này chính là một nguyện. Nguyện 32 tướng. Thiên nhân trong nước này, đây là nói rõ về cõi phàm thánh đồng cư, đều là 32 loại tướng đại trượng phu. Đây là nguyện thứ tư, gọi là nguyện 32 tướng. 32 loại tướng đại trượng phu lại có tên là 32 tướng đại nhân, gọi tắt là 32 tướng. 32 tướng này không phải chỉ Đức Phật, chuyển luân Thánh Vương cũng đầy đủ tướng này. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu cho chúng ta về thế giới Cực Lạc. Có nhiều nơi còn rất bảo thủ. Tùy thuận nhận thức của chúng sanh ở thế gian này. Vì sao vậy? Nếu nói thật quý vị không tin. Nói 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp quý vị tin. Vì sao vậy? Vì 32 tướng tướng 80 vẻ đẹp thế gian có. Ai có? Chuyển Luân Thánh Vương có. Phước báo lưng. Tướng là phước báo. Tướng tốt là phước báo. Quyển 88 Đại Trí Độ Luận có nói: Đức Phật hiện tướng đại nhân này là tùy theo người nước Thiên Trúc trong Diêm Phù Đề của thế gian này mà hiện 32 tướng. Điều này nói rất hay. Phật vốn lìa tướng mà hiện tướng thuận theo tập tục thế gian. Nói thật với quý vị, trong kinh luận có nói Phật A-di-đà ở thế giới Cực Lạc, thân có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp. Quý vị sanh đến thế giới Cực Lạc mới biết. Ở đó thù thắng vô cùng. Các thiên nhân đều có tướng như thế này. Mỗi người đều là thân có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp. Không chỉ có 32 tướng.
Đây là nói thật với quý vị. Quả thực không ai sánh được. Trong mười phương thế giới, tướng Phật, tướng Bồ Tát, tướng Thanh Văn, tướng Thiên Nhân trong mười phương thế giới đều có khác biệt, không tương đồng. Duy nhất ở thế giới Tây Phương Cực Lạc thể chất tương đồng, tướng mạo tương đồng. Mặc dù Thế Tôn tùy thuận thường thức của thế gian mà nói, bên dưới cũng có giới thiệu sơ lược. Pháp giới thứ đệ hạ, hạ là quyển hạ, thể của Như Lai ứng hóa, hiện 32 tướng này, biểu trưng pháp thân chúng đức viên mãn, khiến người thị yêu kính, biết có thắng đức, có thể tôn sùng. Bậc tôn quý trong trời người, vua của các thánh. Cho nên hiện 32 tướng. Chứ gì đồng học đều biết. Chư Phật Bồ Tát bao gồm A-la-hán, ứng hóa ở thế gian, tất cả đều hàng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Trong hội Lăng Nghiêm, Đức Phật nói: tùy chúng sanh tâm, ứng sở tri lượng. 32 tướng này là ứng hiện tùy theo tâm của chúng sanh. Quý vị nói thân có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp, chúng sanh chưa từng nghe nói. Cho nên dùng tri kiến bình thường của chúng sanh, trong lòng luôn hướng đến: ta muốn đầy đủ những tướng hảo này. Trong sách tướng đều có ghi chép. Dùng phương pháp này là nhằm vào sự yêu thích của chúng sanh nên hiện tướng này. Như trong kinh Pháp Hoa, Thế Tôn khuyến dụ chúng sanh để họ tiếp thu Đại Thừa, nhưng họ không bằng lòng. Cho nên Ngài đưa ra ba thứ xe. Nếu thứ xe nhỏ, Ngài nói ở ngay trước cửa có xe dê. Có rất nhiều người thích xe dê. Một người ngồi, xe này chỉ chở được một người. Lại nói bên ngoài có rất nhiều xe này, mọi người đều thích. Kết quả ra đến cửa chỉ có xe trâu, loại xe lớn nhất. Xe dê, xe này đều không có. Toàn là xe trâu, toàn là xe lớn. Đây là Đức Phật dùng một loại phương tiện thiện xảo để dụ chúng sanh. Ở đây cũng vậy, nói cho quý vị biết 32 tướng đại trượng phu. Nghe xong cảm thấy rất hoan hỷ, đến thế giới Cực Lạc lại càng thù thắng hơn đây nhiều. Quý vị mới thật sự sanh tâm đại hoan hỷ. Trong này có một câu biểu pháp, câu này rất quan trọng. Biểu trưng pháp thân chúng đức viên mãn cung cực, viên mãn đến tột cùng. Đây là thân có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp, khiến người thấy yêu kính. Vì sao vậy? Vì hiển thị tánh đức viên mãn ra bên ngoài. Đây là nói đã đoạn sạch tập khí vô thị vô minh. Tập khí chưa đoạn, tướng này có hiện chăng? Hiện. Chưa đoạn tận tập khí. Nói thật khi minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật, tướng này sẽ hiện ra.
nhưng không phải 32 tướng tố 80 vẻ đẹp. Như thường hay nói, thân có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp. Tướng này hiện ra, khi hiện ra nét rõ ràng kém hơn một chút. Ví dụ tướng của Bồ Tát Thập Trụ là vô lượng tướng hảo, so với Bồ Tát Thập Hạnh, Bồ Tát Thập Hạnh rõ ràng, Bồ Tát Thập Trụ kém hơn một chút. Bồ Tát Thập Hạnh so với Bồ Tát Thập Hồi Hướng lại kém hơn một chút. Bồ Tát Thập Hồi Hướng so với Bồ Tát Thập Địa lại kém hơn một chút. Đó là gì? Chính là họ chưa đoạn tập khí vô minh. Thật ra tất cả đều có, không phải không có, toàn bộ đều có. Đến quả vị đẳng giác viên mãn hiện ra, đến quả vị diệu giác là không còn nữa. Diệu giác vị trở về tự tánh. Cho nên quả vị đẳng giác là viên mãn nhất. Khi đạt được diệu giác vị là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, tướng này cũng không có, đã trở về tự tánh. Ba loại chân thật trong kinh này gọi là chân thật rốt ráo, nghĩa là trở về tự tánh. Chúng ta mê là mê từ tự tánh, nhất niệm bất giác, tự tánh biến thành A-la-gia. Sau cùng khi nhập vào diệu giác lại trở về tự tánh, giống như một dòng tuần hoàn rất lớn. Vì sao còn có dòng tuần hoàn này chăng? Đây là vấn đề. Trong hội Lăng Nghiêm, tôn giả Phú Lâu Na đã hỏi vấn đề này. Đức Phật dạy chúng ta không còn mê hoặc nữa, chúng ta tin được chăng? Có thể. Vì đã đi qua dòng này, đã tỉnh mộng, đều đã đi qua. Khi đã đi qua, quý vị đều có kinh nghiệm, không còn mê nữa. Biết nó như thế nào? Khi không có kinh nghiệm rất khổ, khi mê không biết gì cả. Khởi tâm động niệm, tạo nghiệp thọ báo, đều trôi lăn trong mười pháp giới, lặn ngục trong luân hồi và đọa lạc trong ba đường ác. Sau khi trở về tự tánh thì không còn nữa. Đối với những người chưa hồi đầu trong biến pháp giới hư không giới rất nhiều, tự tánh sử dụng, nghĩa là quả Phật diệu giác cứu cánh khởi tác dụng. Ở đâu có cả, ở đó liền có ứng. Họ đến cõi thật báo trang nghiêm đều ứng. Cõi thật báo có cảm, họ liền ứng đến đó. Ở đâu có cảm, ở đó có ứng. Chính đề cảm ứng đạo giao thực tế mà nói là ngay tại đây. Vì nó không có thời gian, nó cũng không có không gian. Không có thời gian là không có trước sau, không có không gian là không có khoảng cách. Ngay bây giờ, những điều này toàn là sự thật. Chúng ta xem bên dưới giải thích đơn giản về 32 tướng. Tam tạng pháp số 48. Hiện nay tam tạng pháp số có rất nhiều bản, số trang đều không giống nhau. Tôi dùng tam tạng pháp số, bản này có 500
28 trang. Ở đây nói 48, nhưng chúng ta dùng là 528 trang. Có nói tường tận hơn ở đây. Chúng ta đọc qua một lượt. Thứ nhất, tướng túc an bình, nghĩa là dưới bàn chân. Dưới bàn chân chúng ta không có dùng lõm, bàn chân bằng phẳng. Chúng ta có thể thấy điều này từ đứa trẻ mới sinh. Bàn chân nó bằng chân Phật bằng phẳng, gọi là tướng an bình. Chân Ngài không có dùng lõm nào. Tôi cũng nghe nói, bây giờ người đi bộ đội, nếu người có chân này, người ta không tuyển. Quý vị xem phong tục mỗi nơi mỗi khác. Người Ấn Độ nói như vậy là tự tôn, còn chúng ta hiện nay đi bộ đội họ không tuyển. Cho nên cổ nhân chú giải điều này rất hay. Đây là tập tục của Ấn Độ, họ cho rằng đây là tự tôn. Thứ hai, tướng thiên phúc luân, dưới chân có hình bánh xe. Đây là nói hoa văn, như dân tay chúng ta vậy. Ngón tay chúng ta đều có dân tay. Dưới chân Phật có tướng như bánh xe, vậy là thiên phúc luân tướng. Tướng này ít thấy. Thứ ba, tướng thủ chỉ tim trường, ngón tay thon dài, đây là tướng tướng. Thứ tư, tướng tay chân mềm mại. Tướng tay chân mềm mại, tướng này giống như người xưa nói, đây là tướng quý. Đích thực, khi quý vị bắt tay người phú quý, tay họ mềm như bông vậy. Đúng là không giống nhau. Thứ năm, tướng tay chân trắng như lụa. Tướng này rất ít thấy. Giữa bàn tay, bàn chân, đầu ngón tay có lụa trắng, như chúng ta thấy ngỗng dịch vậy. Giữa ngón chân của nó nối liền nhau, nó có lớp lụa nối liền. Đây là thứ năm. Thứ sáu, tướng túc cân mạc túc. Cân là gót chân, gót chân tròn đẹp bằng phẳng. Người thông thường chúng ta không có tướng viên mãn này. Thứ bảy, tướng mu bàn chân cao và đều đặn. Phu là mu bàn chân. Chúng ta ngồi thiền gọi là già phu tọa. Xếp bằng gọi là già phu tọa. Đây là mu bàn chân. Mu bàn chân cao mà tròn đầy. Thứ tám, tướng đùi như lộc dương. Đùi là bắp chân. Bắp chân đích thực giống như chân nai. Nai chạy rất nhanh, cho nên bắp chân nó rất mạnh mẽ. Vì thế bắp chân của con nai quả thực nó rất tròn. Đây là tướng mạnh khỏe. Thứ chín, tướng tay dài quá vui. Hai tay buông thõng dài quạt hụi. Tay người thông thường chúng ta không dài được như thế, nhưng chúng ta thấy tay loài khỉ dưỡng rất dài. Đây là một tướng tốt. Thứ 10, tướng mã âm tàng.
Năm căn của Phật ẩn sâu trong nội thể như mã âm vậy. Thứ 11, tướng thân hình thoan cao, chính là thân cao và chân cao và tay dang rộng bằng nhau, tức là độ dài của hai tay chúng ta dang ra bằng với chiều cao của thân Phật. Thứ 12, tướng lỗ chân lông mọc lông màu xanh. Trong mỗi lỗ chân lông chỉ mọc ra lông xanh mà không tạp loạn. Đây chính là chúng ta gọi là sợi lông. Đại khái lông người Ấn Độ nhiều hơn chúng ta, lông trên người chúng ta ít hơn. Quý vị xem lông người phương Tây đều rất dài, màu rất đậm. Thông thường chúng ta thấy màu xám, ít khi thấy màu xanh. 13, tướng lông trên thân phủ dài, thân thể ngài, tức chúng ta gọi là lông măng. Lông của nó đều xoay tròn theo chiều phải. 14, tướng thân kim sắc. Điều này ở trước chúng ta có nói đến thân như màu hoàng kim. 15, tướng thường quang nhất trượng, thân phóng ánh sáng, bốn phía đều chiếu xa một trượng. Trên thực tế ánh sáng này chúng ta gọi là khí. Người luyện khí công biết, họ có thể thấy được khí của người khác. Trong Phật Pháp gọi là ánh sáng. Lớn nhỏ không giống nhau, màu sắc không giống nhau. Thông thường thấy khí này là có thể nhận ra tình trạng sức khỏe của người đó, mà còn thấy rất chuẩn xác, cho thấy ánh sáng này có thật. Bây giờ chúng ta vì tâm trôi nổi, tạp niệm quá nhiều nên không thấy được, đánh mất năng lực này. Nhưng đứa trẻ có thể thấy được. Trẻ con ngây thơ, chúng không có tạp niệm, chúng sẽ nhìn thấy. Lớn lên dần theo năm tháng, vọng niệm ngày càng nhiều, họ không nhìn thấy nữa. Nhưng đứa trẻ bây giờ khác với ngày xưa. Trẻ con ngày xưa khoảng 8-9 tuổi còn có thể thấy được những điều mà người bình thường không thấy được. Tôi nghĩ trẻ con bây giờ 3 tuổi là không được. Vì sao vậy? Vì từ sáng đến tối chúng đều xem tivi. Tivi vấy bẩn tâm hồn chúng, nhiễu loạn bản năng của chúng. 16, tướng da dẻ mịn màng láng bóng, điều này chúng ta dễ hiểu. 17, tướng bảy chỗ bằng phẳng và đều đặn. Bảy chỗ này bằng phẳng là hai chân, hai bàn tay, hai vai và trên đỉnh đầu. Bảy chỗ này bằng phẳng, không có lồi lõm. 18, tướng hai nách đầy đặn. Dưới nách đầy đặn, dưới nách chúng ta lõm vào, còn dưới nách Đức Phật đầy đặn. 19, tướng thân như sư tử, thân thể bằng phẳng, oai nghi nghiêm túc. Oai nghi là nói dung mạo cử chỉ, những tình huống trong cuộc sống của ngài như sư tử dương. Sư tử chúng ta cũng rất ít thấy, nhưng từ chương trình động vật kỳ quan trên truyền hình chúng ta có thể thường thấy. 20, tướng thân đoan trực, thân hình đoan chánh, không có cong gù. Cong gù tức là lưng eo bị cong gù. Ngài không có tướng như thế. 21, tướng vai tròn đầy, hai vai tròn đầy mà cao lên.
vai tròn đầy nghĩa là rất sung mãn. 22 tướng có đủ 40 cái răng, đầy đủ 40 cái răng. Người thông thường chúng ta có 36 cái răng. 40 cái răng là tướng quý. 23 tướng răng trắng dày khít. Không những ngài có 40 cái răng mà răng còn rất chắc chắn, răng trắng ngay ngắn. 24 tướng bốn răng trắng sạch. Đây là bốn răng cửa. Trên dưới bốn răng lớn là răng cửa. 25 tướng má như sư tử. Hai gò má đầy đặn như sư tử, hình như đều có râu tóc vậy, hình vuông nở nang đầy đặn. 26 tướng nước trong cổ họng có vị ngọt thơm. Trong cổ họng của Phật thường có chất nhờn, phàm thực vật nuốt vào đều có mùi thơm. Điều này chúng ta có thể lý giải. Cho nên đương thời Đức Phật đi khất thực bên ngoài, người ta cúng gì dùng nấy, tuyệt đối không có chọn lựa, mà họ thật sự là một đoàn thể lục hòa bình đẳng. Khất thực không phải nói khất thực là phân, cũng giống như phân từng tổ nhỏ vậy đi khất thực khắp các thôn cùng ngõ hẹp. Quý vị xem một đoàn thể lớn như thế, 1255 người, tôi tin rằng phải chia ra rất nhiều tổ nhỏ, mỗi người đều đi khất thực. Khất thực trở về ăn cùng nhau, khi trở về trộn lẫn với nhau, quả thật gọi là một bát cơm ngang nhà. Cho nên họ rất bình đẳng. Thức ăn quý vị khất thực được rất ngon, họ khất thực được không ngon, mọi người đều bỏ chung với nhau, hỗn hợp lại. Hỗn hợp với nhau, chúng ta tin rằng Đức Phật gia trì. Khi Đức Phật gia trì, mùi vị đều trở thành thượng vị, cảnh tùy tâm chuyển. Đức Phật có năng lực này. Hai mươi bảy tướng lưỡi rộng dài. Lưỡi rộng dài mềm mỏng, có thể đưa đến trước mặt, chạm đến chân tóc trên trán. Lưỡi của Phật là tướng lưỡi rộng dài. Lưỡi ngài vừa mỏng vừa nhỏ, có thể che cả khuôn mặt. Tướng này ở đây không có nói nhân. 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, mỗi vẻ đẹp đều có nhân. Cho nên trong kinh điển thường nói đến Bồ Tát tu hành chứng quả trước khi thành Phật phải dùng thời gian 100 kiếp để tu tướng hảo. Vì sao vậy? Tướng hảo là tu phước báo, không có phước báo người ta không thích quý vị. Quý vị giúp đỡ người ta, người ta không chấp nhận, không muốn tiếp nhận. Vì thế cần phải tu phước báo. Đây cũng là khơi gợi cho chúng ta, hy vọng chúng ta đều có thể phước huệ song tu. Nếu quý vị tu phước không tu tuệ, đó là phàm phu. Tu tuệ không tu phước, quý vị không thể độ chúng sanh. Tôi từng xem một bài viết của ông Tăng Quốc Kiên, một phong thư viết cho bạn mình, cảm thán nếp sống đương thời ngày càng đi xuống.
Ông đưa ra rất nhiều người, thậm chí là người đọc sách, vẫn tham đồ danh lợi như thường, không thật lòng vì nước, vì dân, đều là vì danh văn lợi dưỡng cho bản thân. Thông rất cảm khai. Họ làm quan lớn ở địa vị cao, bổng lộc nhiều, nhưng không tròn trách nhiệm, không chịu thật lòng làm việc cho nhân dân. Thật sự gặp được người tốt, người tốt này địa vị rất thấp, mà đa phần đều không có nhân duyên, người ta không dùng họ, cho nên suốt đời lao đao. Rất nhiều người sau cùng oán hận mà chết. Ông ta rất cảm khái đối với điều này. Người học Phật chúng ta đều biết. Vì sao vậy? Vì sao người tốt không được quả báo tốt? Vì họ có trí tuệ nhưng không có phước báo, tức là trong đời quá khứ tu tuệ không tu phước, họ phải chịu quả báo này. Những người làm quan lớn không có lòng yêu nước thương dân thật sự, ngồi trên địa vị cao đó là do họ tu phước không tu tuệ, họ có phước báo lớn. Chúng ta rất rõ ràng thấu hiểu chân tướng sự thật, cho nên gặp được Phật pháp, đó là ta thật sự đạt được viên mãn. Phước không đủ, phước có thể bổ sung. Tuệ không đủ, tuệ cũng có thể bổ sung. Gặp được Phật pháp, tất cả đều được viên mãn. Đại viên mãn. Nếu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không xuất gia, Ngài là một vị quốc vương, chứng tỏ phước báo của Ngài rất lớn. Tuy xuất gia dạy học, quý vị xem đệ tử tùy tùng của Ngài có 1255 vị. Đây là số đệ tử thường đi theo Ngài, không thường đi theo đột xuất đến tôi dự thỉnh không dưới 3000 người. Một đoàn thể lớn như thế, đây là phước báo được đại chúng xã hội cung kính khen ngợi. Mỗi người đều là học sinh tốt, đi theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đều là phước tuệ song tu. Họ tiếp thu giáo huấn của Thế Tôn, sau đó họ lại truyền dạy cho người khác, đi giáo hóa khắp nơi. Cho nên họ được phước tuệ song tu. Đây chính là nói phước và tuệ chúng ta đều phải quan trọng. Đức Phật vô cùng quan trọng tu phước. Khi chúng tôi mới theo thầy Lý học, thầy dạy chúng tôi cũng dặn dò chúng tôi tuyệt đối không được lơ là việc tu phước. Nếu không có phước báo, thầy nói rất rõ ràng, dù ta có trí tuệ, giảng kinh thật lưu loát, nhưng sao không có người nghe? Như vậy nghĩa là sao? Vì không có phước báo, không có nhân duyên. Cho nên thầy rất chú trọng, thường dặn dò chúng tôi phải kết pháp duyên, cần phải tu phước. Học sinh chúng tôi đều rất nghèo, thu nhập rất thấp, phải tu như thế nào? Thầy rất hiển xảo, mỗi tuần thầy giảng kinh 2 lần, một lần ở thư viện, một lần tại liên xã. Vậy những học trò học giảng kinh như chúng tôi hơn 20 người. Ngày mà thầy giảng kinh, học trò chúng tôi lo việc tiếp khách, tiếp đãi là tu phước, đứng trước cửa hoan nghênh mọi người đến, dẫn dắt mọi người, sắp đặt chỗ ngồi và tặng sách cho họ.
Thầy nói nếu như quý vị có một ít tiền lẻ mua một ít đậu phụng, phân mỗi người một ít là kẹo. Đây đều là tu phước, đều là kết duyên. Chúng tôi học được từ đây. Vì vậy về sau pháp duyên thù thắng, duyên càng kết càng rộng. Phải thực hành mới được. Đức Phật dạy chúng ta không nên tích chứa tài sản. Tích chứa tài sản là mất đạo. Có tài sản thì sao? Có tài sản cần phải bố thí. Mười phương đến thì mười phương đi. Hiệu quả này ngày càng nhiều, ngày càng thù thắng. Càng thù thắng thì càng phải làm nhiều. Không làm không được. Phương pháp tốt nhất là gì? Suốt đời tôi học theo Đại sư Ấn Quang. Cả cuộc đời Ngài, mười phương cúng dường Ngài chỉ là một việc, là bố thí pháp. Quý vị xem, Ngài dùng tiền người ta cúng dường, thành lập một quan hóa xã. Quan hóa xã giống như một nơi lưu hành kinh điển vậy. Ngài có thể tự xuất bản. Lúc đó Ngài tự mua một bộ máy, đó là sắp chữ chỉ, cần có nhân công, có người sắp chữ, có hiệu đính, có biên tập. Quan hóa xã của Ngài giống như một tiệm sách vậy, tự mình in ấn, in rất tốt. Bản in của quan hóa xã chữ lớn, rõ ràng, giấy và đóng đều đẹp, rất chú trọng. Quý vị thấy sách xuất bản từ quan hóa xã cảm thấy rất hoan hỷ. Ít chữ sai gọi là bản tốt. Cho nên bản tốt trong thời cận đại nhất, có thể nói quan hóa xã xứng với danh hiệu này. Đây là sách bản đẹp. Cho nên đây là một việc rất khó được. Học theo hòa thượng, suốt đời hòa thượng chỉ làm một việc này. Gặp khi có thiên tai, hòa thượng cũng cứu tế. Tiền từ đâu mà có? Ngài rút ra một ít từ trong khoản tiền in kinh. Ngài lấy việc in kinh, ấn tống kinh sách làm chủ. Suốt đời Ngài không làm gì khác, không xây chùa, ở trong đạo tràng của người khác, chỉ làm duy nhất việc này. Tôi cảm thấy rất hay, ít lo, không có gì vướng bận. Đem Phật pháp lưu thông trên toàn thế giới, điều này quả thật không dễ. Bây giờ việc chúng ta có thể làm rất nhiều. Chúng ta có thể làm truyền hình, có thể dùng mạng internet, có thể dùng CD, có thể in ấn kinh sách. Đây đều cùng một tính chất, khiến càng nhiều người biết đến Phật pháp, hiểu Phật pháp, học Phật pháp, đã được thành tựu thù thắng trong Phật pháp. Đây là việc tố công đức vô lượng. Cúng dường nhiều thì sao? Cúng dường nhiều chúng ta in sách lớn. Năm trước tôi nhờ nhà in ấn Thương Vụ họ tái bản Tứ Cố Toàn Thư. Tôi đặt 100 bộ. Năm này in đủ bộ này, sách đều đưa đến Hồng Kông. Chúng tôi tặng 10 bộ đến Úc Châu, tặng 10 bộ cho Malaysia, cũng tặng 10 bộ cho Indonesia, cũng sẽ tặng mấy bộ cho Nhật Bản.
Ngoài ra tôi muốn tặng cho các trường đại học ở Đại Lục. Tuần trước nhà sách thế giới cũng đến tìm tôi. Họ cũng có ý muốn tái bản Tứ Khố Hội Yếu. Tôi nghe vậy rất hoan hỷ. Sách này hay hơn toàn thư, có giá trị hơn toàn thư. Đương thời vua Càn Long biên tập bộ sách này là bảo tồn sách tịch của người xưa, khiến nó không bị tàn hết. Dụng ý này quá hay. Lúc đó đều là sao tay viết tay. Tứ Khố Toàn Thư tất cả có 7 bộ, phân ra cất giữ 7 nơi. Bây giờ toàn thư do chiến loạn nên chỉ còn lại 3 bộ rưỡi. Có 1 bộ không đủ bị hư hoại, có 3 bộ hoàn chỉnh. Còn Hội Yếu là hoàng đế xem. Cho nên trong toàn thư đương thời đối với thời nhà Thanh, những gian tự có lợi họ đều xóa bỏ. Nhưng trong Hội Yếu không bị xóa bỏ. Hội Yếu là để hoàng đế xem, không phải để người ngoài xem. Sách Hội Yếu chỉ có 2 bộ. Ở thư phòng của hoàng đế 1 bộ, 1 bộ khác ở giường Viên Minh. Viên Minh bị Liên Minh Anh Pháp hủy diệt, cho nên chỉ còn lại bộ này. Bộ này bây giờ ở Đài Loan. Họ căn cứ theo bộ này để in ấn. Lần trước khi họ xuất bản lần đầu, tôi mua khoảng hơn 60 bộ. Họ xuất bản tất cả 200 bộ. Tôi mua của họ gần 60 bộ. Tôi là khách hàng lớn của họ. Vì thế bây giờ họ đến tìm tôi muốn tái bản. Tôi nói được, rất tốt, tôi cũng hứa mua cho họ 100 bộ. Rất tốt. Giá trị bộ Hội Yếu này cao hơn toàn thư. Phân lượng chỉ có 1/3 của toàn thư, 500 cuốn bìa cứng. Cũng khoảng như Càn Long Đại Tạng Kinh vậy, có khoảng 500 cuốn. Phân lượng lớn như vậy. Toàn thư thì rất nhiều, toàn thư có 1.500 cuốn. Cho nên Hội Yếu chỉ bằng 1/3 của toàn thư. Đây nghĩa là khi cúng dường tôi nhiều, tôi sẽ in nhiều với số tiền lớn. Tiền ít thì in ít. Tất cả đều làm vào việc này. Gần đây tôi còn in một bộ sách ít hơn. Bộ sách này cũng là trong lòng tôi thường nghĩ đến. Lại có đồng tu đưa đến cho tôi, tôi cũng không biết ai đưa đến. Đó là Quần Thư Trị Yếu. Ở đây tôi giới thiệu sơ qua với mọi người. Sách này do Đường Thái Tông hạ lệnh biên tập. Chúng ta biết Đường Thái Tông 16 cùng cha khởi nghĩa, bình định xã hội động loạn đương thời, về sau lên làm hoàng đế. Nên làm hoàng đế liền nghĩ đến làm sao để trị lý quốc gia này. Nhất định phải tìm lại những tư liệu trị quốc của lịch đại đế vương trong quá khứ. Những tư liệu này đều rải rác trong Tứ Khố Toàn Thư. Đương nhiên lúc đó không có Tứ Khố Toàn Thư, ngày nay chúng ta dùng Tứ Khố Toàn Thư, mọi người dễ hiểu. Trong Kim Sư Tử Tịch
Đường Thái Tông hạ lệnh cho Ngụy Trừng, nên là một vị đại thần rất nổi tiếng thời nhà Đường, để ông làm chủ biên, đem kinh sử tử, đem những điều liên quan đến trị quốc trong kinh sử tử, như tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, ghi chép những văn tự này lại, biên tập thành một cuốn sách. Họ dùng tất cả hình như là hơn 60 loại. 60多种. Trong hơn 60 loại sách, những sách này đều ở trong Tử Khố. Từ trong này trích dẫn ra, hình như tổng cộng có hơn 50 vạn chữ. Rất hay. Sau khi sách này biên tập xong, Đường Thái Tông ngày nào cũng đọc, tay không rời sách. Chỉ vì thời Trinh Quán, bộ sách này cống hiến rất lớn lao. Nó quá hay. Cuốn sách này vào thời nhà Đường, người làm quan nhất định phải đọc. Tôi nghĩ đến bộ sách này, vì trị quốc và trị gia, trị gia trị quốc, thậm chí bây giờ ngoài đến xí nghiệp, làm ông chủ của xí nghiệp, nếu trị lý sự nghiệp công ty của mình, người làm lãnh đạo nhất định phải hiểu. Cho nên đồng học tặng sách này cho tôi, tôi đọc đến rất hoan hỷ. Sách này in vào đầu năm Dân Quốc, 80 năm trước. Sách của 80 năm trước, tôi mở ra xem, hình như chưa có ai xem. Bộ này mới, chưa có người xem, rất sạch sẽ. Tôi cũng giao cho nhà sách thế giới, tôi nói quý vị in cho tôi 3.000 bộ. Tôi dùng sách này để làm gì? Để làm lễ vật tặng cho ai? Tặng cho người làm chính trị, người làm quan và ông chủ của công ty. Tôi tặng cho họ. Tôi dùng sách này làm lễ vật. Lúc đó tôi lập tức nghĩ đến, tôi sẽ tặng cho Đảng Cộng sản, tặng cho Đảng Dân Quốc, tặng cho Đảng Dân Tiến. Là việc tốt. Sách này in càng nhiều càng tốt. Mỗi câu, mỗi chữ đều là trân bảo. Vì thế cần phải đọc, bao gồm đức hạnh làm người cơ bản bình thường của chúng ta, tất cả đều đầy đủ. Là một cuốn sách rất hay. Nếu muốn phục hưng truyền thống văn hóa xưa, vì quý vị đọc bộ sách này có nghĩa là hơn 60 bài trong kinh Sư Tử chúng ta đều đọc được. Cũng có thể khiến quý vị hứng thú khi xem Tứ Khổ. Còn có một loại, lần đầu tiên khi tôi có được bộ Hội Yếu, tôi nhìn thấy rất hoan hỷ, liền nghĩ đến có thể từ trong Hội Yếu trích lục ra những điều tinh hoa, biên tập thành một bộ sách. Tôi có một ý niệm này. Tôi tìm em trai tôi, tìm những người về hưu ở Đại Lục, những thầy giáo dạy quốc văn, tìm được 3-4 người, mời họ xem và trích dẫn từ trong Hội Yếu. Đương thời tôi tặng một bộ Hội Yếu cho Đại học Phục Đáng. Thượng Hải có 2 bộ, Đại học Phục Đáng 1 bộ, Thư viện Thượng Hải 1 bộ, tôi tặng 2 bộ. Quý vị xem trích lục ra. Sau đó tôi thấy trích lục không lý tưởng lắm, cho nên cũng chưa thỏa mãn. Gần đây thường suy nghĩ đến điều này. Không ngờ khi nhà sách Thương Dụ khai trương là vào cuối thời nhà Thanh, tôi chưa ra đời, họ đã biên tập thành một bộ gọi là Quốc Học Trị Yếu.
Trị này không phải là chính trị, là trị học, quốc học trị yếu. Tất cả có 8 cuốn sách dày như vậy. Nội dung là gì? Là tứ khổ, kinh sử tử tập. Trong tập nó cũng đã biên tập. Trong toàn thư chỉ có kinh sử tử, không có tập. Còn trong bộ sách này có tập. Chính là tiểu tứ khổ toàn thư. Quá lý tưởng. Tôi nhìn thấy vô cùng hoan nghị. Năm Dân Quốc thứ 19, nhà sách Trung Hoa xuất bản. Tôi nghĩ không biết có tìm thấy nguyên bản này hay không. Tìm được nguyên bản, tôi cũng muốn in ấn một số lượng lớn để ấn tống cho thư viện các trường đại học. Đây là tinh hoa của thư tích tứ khổ, trích lục tinh hoa, rất có giá trị. Phân lượng của nó nhiều hơn quần thư trị yếu. Phân lượng nhiều. Cho nên phục hưng truyền thống văn hóa xưa, tôi thường nói phương pháp chính là người thật sự quan tâm, suốt đời có chí hướng đối với việc học tập, không muốn thăng quan và muốn phát tài mới có thể làm việc này. Nếu tâm danh lợi nặng nề, họ không thể làm thành công việc này. Tâm danh lợi đạm bạc, đời này chúng ta ở thế gian này có thể ăn no mặc ấm, có ngôi nhà nhỏ để che mưa che nắng là đủ. Người như vậy có thể làm được việc này. Họ có thể thật sự làm được kế thừa tuyệt học của cổ thánh, mở thái bình cho thiên hạ. Đây là sự nghiệp của thánh hiền. Suốt đời vui vì điều này không biết mỏi mệt. Như vậy phải làm sao? Trước tiên phải tu đức hạnh. Đức hạnh chúng ta thường gọi là bốn nền tảng. Phải thực hành đệ tử quy, cảm ứng thiên, tập thiện nghiệp, sa di luật nghi, siêng năng học tập, dốc sức thực hành, lại có thể học thuộc 200 bài cổ văn, không có chướng ngại về văn tự. Quý vị có thể xem tử khổ, không hề chướng ngại về văn tự. Lấy được chìa khóa, đã lấy được chìa khóa của Đại Tạng Kinh. Quý vị có thể xem Đại Tạng Kinh, xem tứ khổ toàn thư, không có chướng ngại về chữ nghĩa. Nếu quý vị có thể bỏ ra 10 năm, 20 năm công phu học nho, sẽ xuất hiện nhà nho bậc nhất. Nếu học đạo sẽ thành thần thành tiên, học Phật sẽ thành Phật thành Bồ Tát. Thời gian 10 năm, 20 năm chắc chắn đạt được. Trung Quốc sẽ hưng thịnh. Tiến sĩ Thang Ân Tị nói, thế kỷ thứ 21 là thế kỷ của người Trung Quốc. Nói cho chư vị biết là thế kỷ của văn hóa người xưa. Nhất định phải hiểu điều này. Văn hóa xưa không những có thể cứu quốc gia dân tộc mình, còn có thể cứu toàn thế giới. Toàn thế giới đều cần đến. Đây là căn cứ kinh nghiệm mấy mươi năm gần đây của tôi. Tôi tiếp xúc nhiều tôn giáo khác nhau, dân tộc khác nhau, rất nhiều lãnh đạo của các quốc gia giới thiệu truyền thống văn hóa xưa, không ai không hoan hỷ, đều có thể tiếp thu. Điều này rất khó được. Chúng ta phải biết quý trọng, phải nỗ lực, phải thật sự phát nguyện để thế gian này làm một đại sự. Sau cùng đừng quên niệm Phật cầu sanh tịnh độ, thành Phật, đến thế giới cực lạc thành Phật. Tiếp theo thứ 28, tướng phạm âm thâm diễn. Phạm nghĩa là thanh tịnh, tức âm thanh của Phật thanh tịnh. Âm thanh có thể nghe thật xa, không cần micro, nhưng từ rất xa đều có thể nghe rõ ràng. Ngài có tướng tốt như thế. Điều này cũng khiến chúng ta nghĩ đến lúc Thế Tôn còn tại thì không có khoa học tiên tiến như hiện nay, không có thiết bị như micro, đặc biệt ở nơi hoang dã. Khi giảng kinh đa phần đều ở trong rừng hoặc bên bờ sông,
giảng kinh cho 3.000 người nghe đều có thể để họ nghe rõ ràng. Điều này khiến chúng ta hoài nghi. Đọc đến tướng tốt này, chúng ta đã hiểu được. Âm thanh của Ngài không như phàm phu chúng ta có thể nghe được từ xa. 29. Tướng màu mắt đen pha hồng tím. Đây là tướng đôi mắt màu đen pha hồng tím. 30. Tướng mi mắt như ngưu dương, lông mi thù thắng, dài giống như lông mi trâu, rất rõ ràng, rất chỉnh tề, không hề lẫn lộn. 31. Tướng giữa hai chân mày có sợi lông trắng. Trên thực tế nó không phải là một viên châu, nó là một sợi lông trắng xoay tròn giữa chân lông mày. Nó xoay về bên phải còn phóng quang. Đức Phật thường phóng quang từ sợi lông trắng này. 32. Tướng trên đỉnh có nhiều kỵ. Chúng ta thấy tượng Phật, trên đỉnh ở trước tượng Phật có một đám màu hồng, đó gọi là nhục kỵ, cũng gọi là vô kiến đảnh tướng. Trong kinh Lăng Nghiêm nói rất rõ ràng, có rất nhiều người quá thần thông muốn bay trên đỉnh của Phật để xem đỉnh đầu của Ngài, nhưng không thấy được vì nó phóng quang. Nó phóng quang quý vị không nhìn thấy được đỉnh đầu của Ngài, cho nên gọi là vô kiến đảnh tướng. Đại sư Vọng Tây nói, do nguyện này chúng sanh sanh vào đi đều đầy đủ căn tướng, tu được không phải giả. Quý vị xem, Bồ Tát thành Phật phải tu, phải dùng thời gian 100 kiếp để tu phước, mới có 32 tướng này. Người giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc quá tiện lợi, quả báo khi sanh đến thế giới Cực Lạc họ liền đầy đủ, họ không cần tu cũng đầy đủ. Đầy đủ tướng này là sau khi hoa nở hay là trước khi hoa nở? Đây là có người hỏi, rốt cuộc là đầy đủ tướng này trước khi hoa nở hay là sau khi hoa nở? Đáp, không đợi hoa nở là sanh mà được. Đây đúng là câu sanh. Quý vị ở trong nhụy hoa, khi hoa chưa nở thì tướng tốt này đã đầy đủ. Ở đây tôi cho mọi người biết thêm một tin tức. Không chỉ 32 tướng, thân có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp. 32 tướng là Đức Phật phương tiện nói, đến thế giới Cực Lạc quý vị mới phát hiện được sự thù thắng vô cùng. Sẽ cảm ơn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Hết giờ rồi, hôm nay chúng ta học đến đây. Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh Cực Lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Di Đà Phật. Nam mô A 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 Di Đà Phật. Nam mô A